Nhanh 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 áo nhiều Thích Minh Tuệ lên ơi. Chào mừng các bạn quay lại kênh Thanh 78. Nay tiếp tục review tại cánh đồng diều Trương Thị Giang vào buổi chiều thứ bảy. Hôm nay chiều thứ bảy. Hiện tại đang có 1 2 3 4 5 6 hiện tại đang có 7 con diều sáo. Hai con đang bay trên trời. Và còn 5 con đang ở dưới khu vực đang ráp diều. Thì có thể đang chờ gió một tí xíu. Lên lại hả? Rồi chuẩn bị cho cất cánh em này. Nhanh áo diều Thích Minh Tuệ lên ơi. Áo diều của thầy Thích Minh Tuệ, một nhà tu vĩ đại của đất nước Việt Nam. Các bạn nào nhìn thấy áo thầy các bạn phải cho một like nha. Đây nha. Chưa. À kêu mới thả. Chưa. Ok bạn. Ui dồi. Quá đẹp luôn. Càng ghét luôn các bạn ạ. Nhông về rồi. Đang cho con này lên lên xương cá lên. Lên tiếp thêm con nữa nhé. Dông về rồi. Ôi không quá. Chó lắm. Đang dông về rồi các bạn ạ. À. Này. Đấy. Úp sổi ô. Gió đẹp quá bạn ạ. Cột gốc này con 5 mét này, không biết cột gốc của một mình có lên nổi không nha các bạn nhé. 5 mét của cột gốc. Cột gốc không có người đẩy đâu. Không biết sao đây. Khả năng không biết có lên nổi không này. Hồi hộp chờ đợi. Ô lên. Ô. Thank you.
Ôi trời, nó bè hết hồn, hồi hộp quá. Quá đẹp luôn. Miệng nó bé quá. Hả? Miệng nó làm bé quá nó không kêu nổi rồi, líp rồi. Đúng gió nha các bạn. Ui dồi, gió này các bạn thấy chưa? Đấy, đập một con vật luôn đó. Ba con. Mua được bạn dông tới rồi nha các bạn ơi. Này, mua tới rồi này. Úi xồ, úi xồ, mua về tới rồi. Đang làm cọc sáo rồi các bạn. Cho cái cọc là bữa mà thả có con phối màu này bị gãy bên kia ruộng ra muống anh Oanh. Rơi mẹ mất cả cọc ra ngoài luôn. Rồi nhỏ bên cam chát luôn là ok gì đâu mà. Nhỏ luôn, nhỏ thẳng vô. Đấy, nhỏ vô tí cho nó định vị. Ngắn không? Cái bát này nó được ngắn xíu chứ về ai. Không, nhưng mà cái cọc này mình để dài thật. Cắt bớt đi. Thôi, cắt làm gì? Đấy. Có cưa. Không, cắt đằng nào cũng cắt tí thôi. Không, không nọ, rồi cưa thằng này nó mượn. Mượn chưa trả? Chắc quên rồi. Tôi vất không rồi. Không biết. Cắt đi đây. Đằng nào cũng phải cắt à? Ngắn đâu hả? Nó bảo hôm nào không mua đèn nó có cái mất thì thôi. Vậy mất rồi. Con sáo tùy phong. Chiều quá cái đi. Ủa cái này là nó khắc xong rồi nó đút vô hay là nó khắc thẳng trên tre ta? Cái đấy là ấy mà. Cái này là khắc ngoài nó đút vô. Đúng rồi, khắc cái khác. Cái này này hai giống này. Có đéo đâu. Hai. Thế nó nên có không? Giống này, giống này với giống này khác nhau à? Đây cũng khắc luôn hả? Đang làm cọc sáo rồi. Ba con diều. Đang chờ gió nha các bạn nhé. Con này miệng sáo mới làm này. Đang lấy âm nha. Kêu kêu nhỏ tương đối à, 4,5 m xương cá luôn. Bãi này của xương cá có mấy con xương cá nữa nha. Bãi này như gần chục con xương cá luôn, gần chục con cú là hai màu năm nay 2024 nữa. Cho lên đi Hoàng, nhiều mồi cho lên đi. Gió như thế này các bạn thử coi. 4 mét này. Vô test con này chưa bị bẻ nó không thả 4 mét được. Con này 4,5 m. Đứt mà lâu. Có lợi cơ sắt thì mới nhanh được chứ. Ông cụ đúng là chả có, thằng kia nó mượn đi nó không chịu trả, mượn qua bên kia nữa ấy, còn thì thường làm xong rồi vứt quên đi chứ còn.